Đang hẹn hò ở công viên, thanh niên xách xe bỏ chạy để lại bạn gái mới quen khi đội kiểm dịch ập đến. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng kiểm tra công tác phòng dịch tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, lực lượng chức năng đi nhắc nhở và xử phạt các trường hợp tụ tập ở công viên vi phạm quy định phòng chống dịch. Trong đoạn clip này, một cô gái trẻ xinh xắn mặc váy xanh đang bị lực lượng chức năng giữ lại vì vi phạm quy định giãn cách xã hội. Khi được lực lượng chức năng hỏi, cô gái cho biết mình và bạn trai quen nhau được 10 ngày nên hẹn ra công viên để tâm sự. Tuy nhiên, khi vừa thấy bóng công an, chàng trai đã nhanh chân lái xe đi mất, để lại bạn gái bơ vơ. Cô gái còn phải thuê lái xe công nghệ để mang chứng minh thư đến trình báo với lực lượng chức năng. Sau một hồi giải thích, lực lượng chức năng đã xử lý và cho cô gái ra về. Những người chứng kiến vụ việc ai cũng thấy buồn cười về cách xử lý của cậu bạn trai, vì sợ mất tiền phạt mà đành lòng bỏ lại cô bạn gái xinh đẹp bơ vơ giữa đường. Sau chuyện lần này, chắc là cô gái cũng phần nào rút được kinh nghiệm nhìn người, cũng như là bỏ thói quen ra đường không cần thiết mùa dịch bệnh. Theo thống kê, từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt hơn 18 tỷ đồng về các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, chủ yếu do tập trung đông người, các loại hình tạm ngưng kinh doanh nhưng vẫn cố tình hoạt động, đi ra ngoài không có lý do chính đáng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.